Rồi, Babylon là bên kia là Summer và Hitty. Summer và Hitty. Babylon và Persian là quân của No 1 và Meo Meo. No 1 là người cầm Per trong trận thi đấu bản lề này. Và nếu như Per ép đời Phũ thì cửa lại rất sáng cho No 1 và Meo Meo. Gọi xuống bảo lấy dấu rồi. Rồi quay trở lại với trận đấu bản lề trong C đấu thứ 5. Pơ của No 1 mới chỉ thấy bầy hươu đầu về với nha chính rồi, chưa thấy voi gì và dường như là chết một dân rồi, có đúng không? Rồi đã thấy con voi ở sau rừng và hy vọng là đây là một đôi voi cho No 1. Không, như vậy là sẽ có ăn tranh trong tơn này rồi. Tí nó phải cầm cái gì đây? Và tí vừa đập con nông dân của No 1 gần chết. Nhà của tí cũng khá gần với nhà của No 1 và khả năng là hai anh sẽ đánh chém để cho cánh bên kia đánh cung. Và No 1 đang có ý định ôm bom nhà của tí rồi. Vâng, No 1 lên đời sớm nhất bản đồ luôn. Rồi đã có con giò. Và đây là Summer của tí. Như vậy là bên kia về lớp là người cầm Hitty rồi. Xem anh Meo Meo nào. Babylon thế nhà cũng tương đối là được.
Không, anh mèo trận này lên đời khá muộn đấy. Bên kia nó một giảm áp lực tốt thì mèo mèo sẽ đỡ khổ. Xem nó một nào, có ôm bom thành công tí hay không. Và đây là dân của Summerian, chọc mãi mới chết được thằng dân, rất căng, phải chờ lạc đà xử lý thôi. Vâng, như vậy là đã phế được bãi vàng của Summer rồi. Nhưng Summer cũng đã có những con phù và những con lạc đà. Vâng, tí không để bãi vàng. Và có một tên phù đen nữa. Con cung tê của Hitty cũng đang công sang đây. Vẫn bắn chết được một thằng dân của No 1. Xem mèo mèo nào, tham đang là 4x. Bên lớp là người nằm trên góc 12 giờ. Và là cung của Hitty. Cung của Hitty thì nó sẽ tuyển hơn cung của Babylon khá nhiều. Giờ đang bắn những bãi bom nhỏ của tí. Ở đây nó có khá nhiều dân của tí. Nhà của Hitty cũng không phải là quá đẹp đâu. Móc máy vào những bãi gỗ của Hitty trước đã. Vâng, đang quản nhà của tí rất gắt đến từ hai kiếm thủ No 1 và Mèo Mèo. Làm phế tí trước đã. Và Hitty cũng đang tụ được những con cung R là khá nhiều. Vâng, đang điều R điên đảo đến từ kiếm thủ Mèo Mèo. Có vẻ như thời gian qua thì anh ở nhà và chỉ học đánh cung R rồi, đang điều R là tương đối tốt. Nhưng đây là cung của Hitty. Cung Hitty nó bắn vào cung thường, các bạn thể thấy là nó rát như thế nào. (Cười)
Và cái chỗ mà tôi ngồi bình luận đang rất sôi động rồi. Bởi vì đang tôi đang ngồi rất gần các game thủ bên phía Thái Bình. Canh đang đánh 4-4. Rất kịch tính và sôi động nữa. Và dường như là vừa có một trận chiến thắng dành cho các game thủ bên phía Thái Bình. Các anh hò hét rất nhiều. Rồi đây rồi, Cung Hitty. Cung Hitty đang thủ ở nhà là rất đông, các bạn thể nhìn thấy. Cũng phải hơn một kích rồi. Và như vậy là No 1 anh đã... Vâng, anh trêu tôi. Tôi tưởng anh đi sai cơ. Và Hitty chỉ đang đứng thủ ở nhà thôi. Hitty không đi quân quá nhiều. C5 đang một đều. Và tham của anh Mèo bây giờ đang là 6x rồi. Nhưng đây là những con cung đời Hitty. Hitty đã phải lùi vào trong. Rồi, có cả những con lạc đà của game thủ đâu một nữa, nhưng không lọt vào được. Và tí thì bây giờ có lẽ anh đã yếu lắm rồi, lọt được vào rồi. Và khả năng là Hitty sẽ resize rồi. Đúng như vậy. Và tỷ số là 2-1 trong giây đầu thứ 5 này. Một trận ôm bom là khá tốt của game thủ đâu một. Và chúng ta cùng chờ đợi.